chung kết đầu tiên cho bên mình. Indonesia, Phô Phô và Per Ezip cân. Per Ezip đối đầu với hai Phô. Mới ra còn lần đầu tiên đi dò thì chết luôn. Hai sư tử là quá đen dành cho Bạch. Tí xem nào. Bài này bài tí khả năng đánh cung. Và mình nhìn sẽ người đánh chém. Thấy voi nhưng mà chết dần. Thấy sớm thì có lẽ cũng sẽ không đi dò vào kia nữa. Tí là người cầm phô. Hai bài phô. Tí nhiều khả năng đánh cung bài này. Cánh rừng già rất đẹp. Thế là thế siêu bắc bình của cô đây. Dừng thông đi luôn. Thế là siêu bắc bình nhưng vấn đề là đồ ăn. Trở lại với bài chém thôi. Hơi đèn thì chết dần đầu. Đang có một cái điều gì đấy là hơi đen. Cầu con voi về vướng ngay cây gỗ 75. Đi hai dân rồi, ngỏm hai dân. Tí nè. Vâng, hy vọng hết được bài cầm cung chủ lực này. Nhưng bài chém mình khả năng là yếu. Đây một bài chém yếu, mất voi chết dần. Bên kia Persia, kiểu game thủ mèo mèo, không biết có đột biến hay không. Đánh bài bơ cứ bình thường thì khả năng đánh được. Bách báo về là còn đi 3 dân. Thốn quá nhỉ. Kìa, khả năng bên kia cũng chết một dần đấy. Nào. Ok. Không biết có chết không. Bài đánh 26-3. Như vậy là bên kia không chết dần. 19 của Hồng Anh lại mắc bình rồi. 14% của Egypt. Persian 19% lên đời rồi thành cho mèo. Nhưng mà đây là một trận đấu không chết dần thì là một bài khỏe dành cho Bách này. Nhưng mà cũng hơi đáng tiếc.
Ý cũng sẽ là một bài bằng kích đời rồi, 27 dân kích rồi. Hai bài mình là lên cũng là sớm đây, đều trong 10. Chỉ cần Phoenician này giữ được game thủ cầm bơ thì còn chưa biết thế nào một lần đâu. Persian bắt đầu có giò, chọc treo. Bách là người dường như là ăn tranh với... À không, như vậy là đúng luôn, đúng Persian này luôn, xin lỗi. Rồi nhầm sang nhà mùa 4. Bơ chọc, bơ đang cánh bên này, bên kia là cánh Egypt, Egypt cũng 14%, Egypt cũng mắc binh đấy. Tí vậy là siêu châu quân đẩy là rất sớm bài này. Nhiều khả năng cũng sẽ cố gắng một 5A mà đẩy luôn thôi, đánh 27+1. Công tê. Nó ở dưới tí nhá, nó ở dưới không, không phải hướng đấy đâu. Tí thẳng vào sát mép luôn đi, tầm tầm đấy rẽ xuống được rồi, nó sát hoàng mà nhìn luôn. Đi con tê quay, quay lại đĩa đấy, không có gì đâu. Ở đấy là quay lại về hướng nhà Hoàng Mai Nhi cơ. Đấy, hướng về đấy. Nhìn máy anh Bách này, nhìn máy anh Bách kìa. Nhìn máy anh Bách cái vị trí hoàng của Pơ kìa. Đấy, gặp luôn rồi, bãi vàng đây. Còn liệu có thể ăn được luôn bãi vàng này của Pơ hay không? Pơ sẽ bắt đầu lạc đà, bắt buộc đóng bể Hoàng Mai Nhi. Thằng này còn 21. Bên kia lộ bãi ăn hoàng rồi. Tí là người là công tê bãi vàng. Ủa, cái gì đây? Ông này gọi là vàng tặc kinh. Cái gì đây? 5A đây, 5A, đếm nhầm, đếm nhầm từ 6A. Đếm nhầm. Như vậy là vẫn 5A rồi cái tí thôi. Và bắt buộc phải đánh 5A. Lấy lợi thế của Phoenicia để ép chết đối thủ được ngay những thời điểm đầu tiên. Tuần phù đầu tiên. Nào. Mèo thính thật, mèo già. Mèo già rất thinh. Rồi 5A sắp tơn tiếp theo. Vẫn sẽ đều tơn này. Hai tơn 5A đều. Và ưu tiên đẩy luôn bơ. Cẩn thận nhá, ông anh có một bài đẩy thẳng sọc quân vào nhà cung bên mình đấy. Rất nhiều trận đấu rồi bên mình đẩy quân đi. Và ông anh luôn luôn là người sọc thẳng cung vào nhà bên mình. Bắn được bơ trước. One hit luôn bơ đi. Cố gắng giải quyết được bơ khi mà Hoàng Nhi cũng bắt đầu yếu hơn. Bắn fit được luôn dân Pơ. Vậy tí quyết định đẩy trần lực. Đẩy trần lực sang nhà Pơ. May đây là phô của chơi được 5A đấy. Thì còn có cửa để có thể đẩy được nhà Pơ này. Sự phát triển của Phoenician vẫn đang là rất khủng khiếp. Vậy Hồng Anh là người săn cứu chứ không phải Hồng Anh một bài đấu đẩy sang nhà tí. Hồng Anh là người săn cứu Persia. Tí vẫn đang là những tên 5A đều. Đây là Phoenician. Cái sức phát triển cũng như là sự bắt quân. Bách có 12 thôi, không bánh xe. Persian nhiều khả năng cũng sẽ bất tham tên này. Cố gắng mà được Thamper đi. Họ không có khả năng sóc lực. May ra bây giờ ra được 1 lờ đều. May ra thì ra được 1 lờ đều. Anh Bách chém là ăn hoàng rồi. Feed bãi vàng này đi. Chặt của ai chưa tí ơi, chặt của ai đi. Có lẽ nên dừng tờ chặt của ai. Tí vẫn đang dùng hết sức có thể khi được cầm Phoenicia. Một loại cung được đánh giá không phải là cung tuyển nhưng là một loại quân có sức phát triển châu. Có lợi thế cho các em cung đầu. Persian khả năng fit đấy. Bắt được hết lạc đà đi đưa về thế. Tí cân với ông anh. Ông anh tầm này có lẽ cũng chỉ 4A thôi mà bây giờ may ra. Có một tơn đẩy của ông anh sang đây nhưng mà trận này nhà mình kín. Trận này nhà mình kín, ra tơn nữa thì vẫn đỡ được. Còn tí kéo tắt quân về. Đồng quá Hồng Anh. Tí đã rất trâu rồi. Nhưng mà bây giờ Hồng Anh đẩy tên này lên mới đỡ được không này. Liệu có đỡ được tên này hay không. Lúc này Hoàng Hoàng Nhi là coi như là không thi đấu. Nhưng cố gắng là có thể giữ được quờ thôi. Kéo đạo quân này về. Bắt thì có lẽ tôi nghĩ là sẽ bắt được. Nhưng sẽ là tương đối mất tay ở bên trong nhà. Tương đối mất tay ở bên trong nhà. Hồng Anh xông thẳng vào trong luôn. Thằng này còn 55. Vẫn lùng rút bọc.
Với phô thì hồi lại cũng sẽ là nhanh thôi. Với phô thì hồi lại cũng sẽ là nhanh. Nhưng cái vấn đề lúc này thì Hồng Anh không biết là đánh theo kiểu gì đây. Không biết là có ra dân không hay là Hồng Anh chỉ là sóc cho quân. Lượng quân vừa rồi thì bị bắt hết rồi. Hồng Anh là người bị bắt hết sạch quân ở trong nhà cái thủ tí. Bách hồi lên timeline 17 thì bây giờ cố gắng đưa về cái thế đấy là bách phải ra được 1L. Đây là một trận đấu mà Hồng Anh cảm giác không có nhiều quân đơn này đâu. Họ là Egypt, nên nhớ họ là Egypt nha. Không được, đơn này không ăn được. À có lạc đảo của bách ở đấy đảo thì may ra ăn được. Không, Egypt vẫn đang phải quá khác bọt. Cuối cùng rồi Egypt. Như vậy e đơn này rồi. Tham lai còn có 40. Tí một bài đấu bắt buộc của Châu Quân. Quá khó. Và tỷ số là 0-3 trong thế đấu thứ 3. Chung cuộc là 3-0 về C rồi. Và có C4 nha anh em. Có C4 ngày hôm nay thì khả năng là cố gắng gỡ lại 2C nào. Cố gắng gỡ lại 2C. C4 thứ 4. Cố gắng